Hello, mến chào anh em. Ngày hôm nay em quay cho anh em mình xem một bộ lửa của Cúp 82 ha, nội địa Nhật ha. Rã xe kho nội địa Nhật về ha. Rất là đẹp, rất là mới ha. Mới tinh luôn. Đó. Giờ em vô phần chi tiết xong rồi em báo giá cho anh em mình ha. Đó, mới. Chung là bộ lửa này về anh em mình ráp gen pha là ok luôn ha. Đó. FT đó. Bộ lửa qua lăng nè, made in Japan nè, mới mới ghê hồn luôn. Mới mới từng chi tiết luôn. Rã xe kho về nè, có luôn cái đế đề luôn nè, dính trọn bộ đế đề ha. Qua lăng còn rất là mới ha, 500 thì còn mới can sao ben đó. Đây qua lăng ha, đâu cái này là cái nhông đề nè, mới chát luôn, mới tinh, phốt phít rồi còn đầy đủ ha, đó, còn mới tinh luôn. GB4 nè, anh em mình ráp quay riêng mình được hết luôn á. Rồi tiếp tục xả sơn đề nè, còn nước sơn KCS luôn nè. Nhông đề nhỏ nè. Rồi tiếp tục là cuộn lửa nè. Cuộn lửa này thì 7 màu xuất sắc, mới tinh luôn. Nó mới ghê luôn. Bao rin cho anh em mình xài ha. Lửa rất là ổn định, rất là ok ha. Sơn cassette, sơn mã số còn luôn nè, còn rất là mới ha. Đó, dây cộ thì mềm, mới tinh luôn. Đó, về anh em mình ráp alpha thì chỉnh lại mấy cái dây này, rim quay rồi chỉnh lại mấy dây này. Đó, ốc tán là 7 màu ha, ốc tán là 7 màu hết luôn. Đó. Rồi tiếp tục cái đế nè, đế mâm lửa nè. Đó. Mới tinh luôn, phốt phít là còn đầy đủ ha. Sơn đâm mang cái máy này chạy rất là ít ha. Rồi đầy đủ combo, combo là bộ chặn sơn đề nè, chặn nhông đề nè, hàng ốc mâm lửa nè, ốc bắt chặn mâm đề nè. Đó, đầy đủ combo như vậy về anh em mình chỉ lên xe chạy thôi. Đó. Em bán bộ hoa lăng mâm lửa này 1,2 triệu ha, 1,2 triệu. Đó, anh em mà có nhu cầu về cho xe mình xài, xe mình đó, thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại của em là 0979 396 007 ha. Bộ lửa tất cả đủ, đầy đủ combo như vậy đó là 1,2 triệu. Đó, anh em mình chuyển khoản full đó, thì em sẽ chuyển khoản hết đó, thì em sẽ bao ship. Còn anh em mà cọc kiếp gì đó COD á, là em không có bao ship ha. Rồi em cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em xem kênh vui lòng cho em lượt like, lượt share, lượt subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ bên em ha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mến chúc anh em sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau.